đội tuyển Hà Lan đã không gặp nhiều khó khăn để góp mặt ở vòng 16 đội của World Cup năm nay sau thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, so với 3 đội bóng mà câu lạc bộ da cam đã gặp ở vòng bảng, đội tuyển Mỹ là một đối thủ khó chơi rất nhiều, đặc biệt là khi lực lượng của đội tuyển Hà Lan không phải là quá mạnh ở giải đấu năm nay. Trận đấu ở vòng 1/8 giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 3 tháng 12. Thầy trò Louis van Gaal đang đánh giá cao hơn với kèo chấp 1/2 theo chó trên SCB8. Một trong những niềm hy vọng của đội tuyển Hà Lan được đặt vào hàng thủ khi sự xuất sắc của Virgil van Dijk hay Nathan Ake được coi là chìa khóa để câu lạc bộ da cam có thể nghĩ tới chiến thắng. Còn về phía đội tuyển Mỹ, đội tuyển này đang cho thấy một lối chơi đầy tính sức mạnh với hạt nhân là Pulisic. Tiền đạo này là người mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ trong 4 bàn thắng mà đội bóng này ghi được ở các trận đấu gần đây. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào ngôi sao của Chelsea sẽ là một bất lợi lớn cho đội tuyển Mỹ và lúc đó không khó để đội tuyển Hà Lan có thể kiểm tỏa được sự tỏa sáng của tiền vệ này. Chúng tôi không đánh giá cao khả năng đội tuyển Mỹ sẽ có được bàn thắng và khi đó, việc chọn đội tuyển Hà Lan sẽ là một chọn đáng ưu tiên hơn với các anh em. Kèo tài xỉu cặp đấu tối nay đang được giảm mức 2 hòa. Dù là một mức kèo thấp nhưng có một con số các anh em cần lưu ý, đó là trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển Mỹ đều không ghi bàn trong hiệp đấu thứ hai. Điều đó có nghĩa là nếu không có được bàn thắng trong hiệp 1, cơ để trận đấu này bùng nổ hiệp đấu tiếp theo sẽ là không nhiều. Khi đó, việc chọn kèo xỉu hay hòa trong trận đấu tối nay sẽ là một lựa chọn tốt với các anh em.